câu chuyện anh chàng chạy xe ôm với hành động dễ yêu mến đang khiến dân mạng yêu thích chia sẻ. Tôi gặp gỡ anh trong một quán ăn ven đường. Thấy tấm biển dễ yêu mến dán đuôi xe, tôi chủ động lại gần cầm chuyện. Chạy xe ôm đi hoài thế này có đủ tiền ăn không lái xe? Đủ chứ, anh nở nụ cười cợt hiền lành hậu, gương mặt dễ yêu mến, thấy tụi nhỏ thế hệ ở quê lên, là nước là cái, mình làm phúc thôi mà, ngày mình thế hệ ở quê lên còn lớn ngới hơn chúng nó, bị lừa từ việc đi xe ôm lừa đi. Đã bao giờ bị đồng nghiệp rượt gì tranh khách của người ta chưa? Anh lắc đầu, chưa, mình cũng là xe ôm mà, ai nỡ. Người ta chỉ cười cợt bảo thằng này hâm thôi. Sống ở Sài Gòn, thi thoảng gặp gỡ những người ham làm mình thấy ấm lòng. Sài Gòn lắm người ham vậy đó. Tấm biển khác biệt. Và anh chàng tốt bụng. Anh chàng chạy xe ôm không chỉ nhận chở học sinh, sinh viên mà còn đèo cả người tàn phế không lấy tiền. Giữa cuộc sống hối hả, bon chen, ai cũng bận rộn kiếm tiền, lo cho bản thân, chẳng mấy ai có tấm lòng minh mông lượng và sự hào phóng như anh. Cùng gì khác với cộng đồng mà anh bị cho là không bình soàn. Nhưng cũng chính hành động không bình soàn đó lại khiến người ta thấy yêu mến và trân trọng anh. Chỉ sau ít giờ đăng tải, ảnh chụp tấm biển kỳ khôi và câu chuyện của anh chàng xe ôm đã thú vị hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc. Dân mạng không tiếc lời khen ngợi và động viên anh chàng tốt bụng. Đôi khi trong cuộc sống, những con người, nhưng hành động nhỏ như thế này cũng đủ làm người ta phải suy ngẫm. Quá tuyệt vời. Chơi đi là nhận lại, dù có thể không kiếm được nhiều tiền nhưng chắc chắn anh đã nhận về vô vàn tình yêu và sự yêu mến của mọi người rồi. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe và vạn dặm bình an. Một dân mạng bình luận.